quan hơn. Không, nhưng mà một người làm thôi mình đây cũng thấy nhỉ, để dành chơi trò chơi kia nữa. Cái này không không cần đâu chị, tại vì cái này thiết kế để chơi cái này. Chơi cái này thôi. Chị mà không ghi thì cũng được, không sao hết. Một người ghi cũng được. Tại không, vì mà người gì làm ảnh hưởng tới người trả lời không ta? Ông em quá này, đi qua bên kia lấy giùm cái bịch bên kia đi. Sai đội trưởng. Rồi, bây giờ mình đã sẵn sàng chưa ạ? À? Yeah, ready. Rồi. Cái bịch bắt đầu thì đeo keo quá đụng lặng ha, đeo đụng nặng đúng rồi. Đúng rồi. Để bắt đầu thì mình chọn một câu hỏi trước, nhưng mà mình cũng không có nói trước là câu nào mình cho mấy bạn chọn, nhưng mà câu thì câu này ghi cho mình. Hả? Tức là điểm thua thì được nhận là của mình. Rồi. Đúng không? Rồi, rồi câu đầu tiên kìa. Rồi, nên tất nhiên là khi màn hình ra tất cả mọi người đều có quyền đánh nhau, không phân biệt đội nào chọn nha. Rồi. Muốn hơn cho câu số mấy? 3 đi. Rồi, số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta có nội dung như sau. Chị Thắng đi cho chị Thắng. Rồi. Ê, chị Thắng sẽ bị trừ. Sao vậy? Mặc dù thật là nguy hiểm quá. À, tức là chị Thắng trừ 20 điểm, em biết đây trừ 20 anh chị. Ừ, em ghi tên trên này đúng rồi, chị là trừ 20 chính xác ạ, ghi vậy á. Nói là em ghi hết tên của mọi người vô đi. Bên bên này là đội của em đi. Chết rồi, đội nha. Dạ thôi chị, em biết ra hai bên bờ. Còn thôi đi nè, đội tờ khác đi. Em ghi một bên đội của em để tiến hành cộng điểm cho nó dễ. Rồi, dạ, bên rồi, một dạ. Bên đội của em, bên đội của chị. Rồi, chúng ta chọn câu hỏi kế tiếp. Chí. Này của mình lạnh tiếp hả? Thấm chịu, chị thấm chịu bao nhiêu điểm? 20. Vẫn có ai chọn là người đi. Không, cái này là của chị luôn. Tại vì tí là các bạn đáng đúng á, các bạn mới được chọn. À. 9 đúng không? Rồi. Đây, câu hỏi của chúng ta. Các bạn đấy. Đấy. Chị tên gì? Không. 3 tiếng. Mà nhưng mà nói về cái vấn đề nói thì không, không có nói gì hết. Chỉ các bạn phải giấy cái gì thì các bạn nói đó là đúng ngay. Chỉ số. Không được. Quan trọng là các bạn phải để ý kỹ mình khoanh cái gì đó. Ê, gom lại. Chị ơi. Chị cam chịu. Nhất kim chị. Ủa em nghĩ em chơi này không? Không được nhớ là cam chị. Có rồi, trả lời thoải mái. Chị mô. Chị mô cam. Chỉ một màu. Không đúng. Chỉ màu cam. Không đúng. Cái câu hỏi này nói trước thôi, gợi ý đây. Nó liên quan đến câu 5. Liên quan đến câu 5 hả? Thập nhất. Cặp vợ hoa. Không, 3 chữ mà. Các bạn thấy như thế nào thì nói đúng như vậy là nó ra. Quy chỉ màu. Gần gần đúng. Chỉ màu cam. Không đúng. Nó là có nghiên cứu của năm đi. Nó là tập trung nghiên cứu của năm. Chỉ 11 hả? Thanh 11 hả? Màu vàng hả? Gần đúng rồi. Quận 11. Chính xác. Đúng rồi, của em. Đúng rồi, quận 11. Các bạn thấy như thế nào, các bạn cứ trả lời chúng được như vậy. Rồi, nay nhiêu điểm? Câu này là quá. Câu này quá. Câu này quá mày chị ơi. Thập nhất, nó mới ghê chứ. Rồi, về mai đi được 10 điểm. Rồi, các bạn chọn tuyển đào mà xem. 10 điểm hả? Các bạn chọn mai chọn đi mai. Câu này mai sẽ chịu đó. The first. The first đâu. Rồi, các bạn coi. Ui, Mr. Huy. Huy. Đoán coi cái này là gì? 2 tiếng. Anh Huy. Các bạn phải nhìn bên này và nhìn bên này. Đó. Cái này các bạn phải rành nhất, tại vì các bạn là giáo viên dạy toán. Huy hiểu. Huy hiểu. Trời. Chính xác. Ghi điểm cho bạn là Huy hiểu. Huy sao vậy? Đáp án bật ra là Huy hiểu, thôi khỏi mở đáp án luôn. Không ha. Các bạn thấy được rồi ha. Rồi. Rồi. Hay quá, đội mình toàn chuyên nghiệp không à. Tiếp các bạn chặn câu tiếp theo mình nha. Có em hả? Bao nhiêu cơ? Số phòng đi, số phòng đi. 19. Rồi. Phong số. Phong số. Yeah. Rồi, mày ơi mày. Alo em. Vâng số. Rồi, quá tuyệt vời. Rồi, kế tiếp. 19 sẽ đem lại may mắn cho chúng ta. Rồi, ta nghe, nghe tiếp 29. Tục 29. Chết nhá. Chết đi sao. Chết. Bắn cung. Chính xác. Rồi, em phải ghi cộng 10. Mời em chọn cái tiếp theo. Em chọn cái phòng của em 13. 13. Có chết không đây? Câu này là câu sẽ được nhân 2 số điểm nếu như các bạn trả lời đúng câu hỏi phụ. Giờ câu hỏi chính ra trước ha. Dạ. Rồi, nhìn cho kỹ. Nhìn cho kỹ nha. 2 tiếng. Mắt kiến. Không đúng. Mình được trả lời không? Được, cứ trả lời thoải mái. Kiến thức.
chính xác. Yeah, yeah, chính xác. Yeah, 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 yeah. À, nhưng mà sẽ được đi nhân 2 điểm. Tính như là được 20 điểm tùy rồi. từ hành vi điểm em. Mấy câu hỏi phục đạt. Câu hỏi nó không là. Nếu mà trả lời đúng em mới được 20 điểm nha. Còn trả lời sai không được. Thì được điểm chính thôi. Được điểm chính thôi. Nếu được 10 điểm thì em không trả lời nha. Tụi em có được đồ trả lời không? Hả? Tụi em có được. Được, được. À không, xin lỗi bên này được trả lời. Bên đó trước bên này. Cho bên này. Thấy kể hai món ăn mà Loan không thích. Úi giời ơi. Này Loan luôn, Loan có thể kể được mà. Mọi người đáng, mọi người đáng chứ Loan đâu đáng. À, đáng không được nói. Đây liên quan đến Loan mà. Rồi đáng đi. Bình thường Loan không thích ăn cái gì đó. Cái này nó thường hay ăn, nó hay thường nói mà. Em biết. Nói đi. Đừng nói. Bên kia để tôi trả lời đã. Tôi biết, tôi biết. Xong rồi bên này có được trả lời không chị? Không được. Không được đúng không? Không được chứ chị. Cái đội này là xe điểm chứ. Đã ghi được cái câu điểm này rồi. Các bạn điểm nhân 2, còn nếu không thì thôi luôn. Thôi luôn. Không được điểm luôn. Là không được điểm nào luôn. Chị biết em không thích ăn cái gì mà. Chị biết mà. Chị đánh lại đi. Thường em không thích ăn những cái gì. Chị nói lại đi chị, bây giờ không nói thì cũng thua à. Là ít vô, úp mặt vô gói. Không, nhưng mà nói gì đâu, tụi chị đó nó biết mà. Rồi giờ chỉ còn trông chờ như chị thôi đúng không? Rồi, chị nói đi. Chứ chị Hồng không biết nữa. Thì em thì không nói được rồi. Em cũng biết nhưng mà em không có nói được. Thích ăn gì trời. Không thích nha, không thích nha chị, không thích á. Rồi, xong rồi chị nói đại đi, chị nói một nói đại đi. Em nói đại nè, em nói đại đó. Giá lòng. Biết rồi. Rồi coi như thua rồi, cái này đáng cho vui chứ không em ăn mà thôi. Nghe nói đi. Đáng cho vui kìa, đáng cho vui kìa. Bánh mì một cái hai món đó. Hai món hả? Thịt mỡ chưa đúng. Ủa chưa đúng hả? Bánh mì là một cái đúng. Rồi thôi Lan nói luôn đi. Xôi. Xôi. Đúng rồi. Yeah, yeah, yeah. Đúng rồi. Yeah, yeah. Đấy, có 10 điểm thôi nha. Dạ, yeah, 10 thôi chị. 10 điểm. Cái này là kiến thức ha. Dạ. Rồi. Khỏi lít đáp án nha. Dạ. Đáp án thì sao mình bóc lúc con của mình nó mới ghi. Trời ơi. Rồi, à, Lan chọn câu tiếp theo. Em chọn câu 39. Rồi, 39. Đây. Báo thức. Không đúng. Nhật báo. Không đúng. Loan báo. Loan báo. Yeah. Em đâu em hả? Ủa, em không ra gì đâu. Em không ra luôn. Không ra luôn. Loan báo, không thấy hả? Loan báo. Đó. Loan báo, vậy là Mai ghi được 10 điểm. Rồi, ghi rồi. Trời ơi, sao tôi chưa được điểm nào hết trời. Nhưng mà đội mình được. Rồi, đội mình là 50 điểm rồi đó. Tiếp theo. Ghê quá, ghê quá. Chủ yếu đồng đội thôi, đừng. Cho các bạn trả lời. 49. 49 luôn hả? Rồi, không biết là may mắn hay xui xẻo đây. 39, 39. Mai sẽ bị trừ 20 điểm. Thì được 20 điểm, mới 20 điểm. Là chi vậy? Rồi, bây giờ câu này sẽ bị cấp chị Lâm. Chọn đi, về chị Lãnh. Chị Lãnh hả? Ừ. Hồi nãy là số 8 á. Từ từ nha, số 8 á là bị trừ. Có thể đoán phía sau đúng. Nói chung chị làm là không có quy luật gì đâu, chị nói thật á. Rồi. Nên đừng có nên đoán gì. 24 đi. 24. Đó là hoa tôi, hoa mình chưng là hoa gì. Rồi, câu này không có vấn đề gì hết, 2 tí. Tổng. 2 tiếng hả? Tổng kết. Tổng kết. Trời em giỏi em ơi, em giỏi quá. Mình gửi ý cho nó còn cái tổng ca đó rồi. Lần sau mày em ấy em nhớ em giữ nhá. Tổng kết. Giỏi mày ơi. Rồi. 2. À, mời Mai đúng không? Rồi mời Mai. Số 30. Số 30. 30 đâu. Rồi. 5 năm. Không đúng. 5 ngủ. Không đúng. 5 cam. Không đúng. 5 cam đúng luôn hả? Có mấy từ, có mấy từ. 3 tiếng. Nếu mà đọc đầy đủ thì 5 điểm chi? Không. Gì 5 điểm chi chờ? 5 điểm chi là sao bạn? Nói trước đó là tại vì các bạn dạy giáo viên toán cho mình đố cho các bạn là tụ đó. 5 tấm hình. Tới mà. Hợp ý chị? Không biết. 3 chữ hả? 3 tiếng. 3 tiếng hả? 5 ú ù. Mà quan trọng là các bạn phải để ý số lượt. Đó. 5. 5, cô 5. 5 cô 5. 55. 5 cô 5. 55. 5 cô 5. Không. 55. Gần đúng rồi hả? 5 nhân 5 mệt ghê. 55. 555. 1 nhân 5. 3 số 5. Không đúng. 5 nhóm 5. 5 số 5. Nói chung là phải đúng cái đáp án mới được. Các bạn cũng gần chạm đến rồi nhưng mà không đúng đáp án chưa nên chưa công nhận. 5 nhân 1. Không. 1 nhân 5. Không. 5 cô 5. 55. Nói rõ đây là một con số. Hả? 55. Không đúng. 55. Không đúng. Một con số. 555. Không. Cái gì trời. Cái gì cái 555. 505. 532. 105.
dùng chút xíu. 501. Không, 5 RAM. 32 năm. Thôi chưa. Coi thôi. Chưa. Chưa. Tôi đi cho 532. Không được. 235. Không được. 5 hả? 5. 55 quân đúng rồi, 55 quân đúng. Gần gần rồi, ráng lên. 5 hả? 35. 35. Ủa, có số 30 trên 5 năm tuổi. Có số 30. 30 là câu 30. Thôi thua đi, không có điểm. Không kịp chị, giờ chị có thời gian chứ, em ăn hoài thôi được. Không. Thôi, cho chị đó. Em tặng chị 10 điểm á. Coi nha, em đáp án nha. Trời đất ơi, gì đây? Sao vậy? Lúc này nghe nói gần đúng là 5 x 5. Tại sao? 5 lần 5 là 25. À, 5 lần của 5. À, 5 lần 5, 25. Tuyệt vời quá chị, cộng 10 cho chị. Đỡ gỡ gạt được phần nào. Dạ. Rồi. Ghê trời. Ghê trời. Giờ Thắm sẽ chọn câu hỏi tiếp theo. Mấy bạn nói đi. Việt Nam kìa. Mấy bạn nói đi. À, mấy cái này quan trọng đâu, cho vui thôi, chủ yếu mấy cái chữ này thôi. Mấy chữ màu xanh trên với dưới. Ở chọn đi, cái này thì sẽ là Thắm sẽ chịu. 44 thôi. 44 này chị. Cái này Thắm sẽ chịu. Còn hai thứ tự luôn trời. Rồi. Đánh đề. Chơi coi. Trời. Các bạn thấy qua tôi là cái gì không? Nít nem của mày. Rồi. Nhìn dưới rồi mà nhỏ như vậy biển quá. Mẹ nó. Có kia lẻ miệng rồi sao? Lẻ miệng quá. Mẹ mà nói chỉ con vậy hả? Mẹ mới nói nhỏ kia rồi chứ. 15 đi. 15. 15. Nhưng mà hồi học á. 15. Sợ bật quý quá. Ồ, chúc mừng bà. Quà gì vậy? Đang gửi được. 40 điểm. Trời ơi. Đúng là Huy A Quynh. Hai mươi. Hai mươi. Giá bị trừ, giá bị trừ, giá bị trừ. Rồi. À, một tiếng. Chợ. Chính xác. Chính xác. Hai người công việc là thành cái chợ. Hai người phụ nữ và một công việc là cái chợ. Cộng mười. Và em là ai có điện thoại chúng ta chị. Rồi đợi xíu, đợi xíu. Mười điểm ha. Dạ. Kể nó, kể nó. Rồi anh chọn câu tiếp theo. Đội mình có vẻ bị lép vé quá ha. Đúng rồi. Mami giáo rồi. Bao nhiêu là bao nhiêu? 35. 35. Rồi. Ai vậy trời? 1 2 3 4 4 tiếng. Con bò cười. Không đúng. Thành ngữ. Một câu thành ngữ. Bò cười hở răng. Nhai răng như bò. Nó phải liên quan đến cái bạn này hưởng. Chứ bạn đó là vô phải có yếu tố liên quan đến ngu như bò. Đầu ngu như bò. Bạn này không có phải là thể hiện mặt ngu. Mấy bạn phải coi sắc thái của bạn đó. Đau khổ. Đang suy nghĩ không? Bò cười trắng răng. Lo cười trắng răng. Chính xác. Khoai tây chiên. Không phải, ba chữ sạc. Ủa vậy hả? Khoai tây chiên là món ăn nghe câu hỏi khai trong đó là cộng, khoai tây chiên. Mình chưa ghi mà khoai gì cộng 10 rồi. Lại quá. Cái con đó là gì? Có phải phụ đi là chiên với chúng ta. Con chiên á hả? Con cù trong tôn giáo người ta gọi là con chiên. Chị cho câu hỏi phụ để xem trên bàn. Em lỡ ghi cộng 10. Nhưng mà phải là khoai lang mà. Nhưng mà khoai thì nó nói hello là phải là khoai tây. Ông tay kìa, ông tay kìa. À, khoai hello. Câu hỏi phụ. Nếu mà đúng mới được 30 điểm. Nghe đúng mới được 30. Ráng luôn. Nếu mà liên quan đến thành viên nào thì đừng có đặt. Em lỡ cộng 10. Lấy cái thôi nha. Chị Trang đi giày size nhiêu chết cha. 35. Ủa tôi nói là cái này nhá. 35. Ủa quên quên trong đường tôi nói hả? Đang đi. Mẹ gì được 10 điểm. Sao? Ủa đi giày size 34. Yeah, em đang trả lời chứ mà. Thì nói rồi là nói được trả lời 34 hả? Mấy bạn trả lời nhanh. Chị phải trả lời dài nhất. Các bạn trả lời một lần nhanh. Cái tổ ngay chân trời ơi trời. Anh chưa kịp xin thở. Rồi anh được cộng 10. Chị nói mai chửi tôi rồi. Mai nhớ rồi à. Hên quá đâu mà nhớ ba. Hên nhờ chị. Em chọn ai khoai tây chiên rồi. Em. Dạ. 54. 54. Sao rồi? Tại ông ghi 10 điểm trước á. Bồ. Không biết mà cô này làm chuyện bao nhiêu.
trừ 50 đi. 20 điểm. Nói chung mình lưng tay lắm. Rồi. Tiếp tục. Ghi vất vả quá. Bây giờ con mình chịu. Rồi chọn đi mình chịu. 37. 37. Trừ đi con. Nói thật mình cũng nhớ đâu. Rồi. Một tiếng. Anh ngủ. Một tiếng. Heo. Một tiếng. Lợn. Không. Mập. Một tiếng. Lười. Heo. Không phải hả? Không phải. Béo. Các bạn phải nhìn hình. Kiên. Nhìn hình. Không phải kiên hả? Khỏe. Tiên. Chính xác. Được ăn được. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Được ăn ngủ được. Ăn được. Ngủ được là tiên. Cho nên cái chữ mà mình đoán là tiên. Ồ. Cộng 10. Hay dữ, hay dữ. Hướng gì mà nãy giờ thắng hoài. Rồi, rồi, Lan. Xe mẹp. Xe mẹp. Còn mấy em? Bất hiếu. 53. 53. 53. 53. Lỡ rồi. Rồi. Gì vậy? Bé. 3 tiếng. Bé nè. Thị mà. Quả này quả gì vậy? Mấy bạn đừng có trả lời, biết đừng trả lời. Người ta nói kìa. Trần Thị Mai. Đúng rồi. Ra đâu. Đó. Mai ơi, em đây là Trần, quá. Đây là Thị, đây là Mai. Đáng lẽ chuồng thì Mai. Nó có chuồng đó. Rồi, mời Mai đặt kèm câu tiếp theo. Số 55. Số 55. À. Từ từ nghe, có một lần trả lời. Từ từ, đừng ngẫu. Ủa sao giờ một lần rồi hả? Đâu có thì đâu có vấn đề gì đâu. Cái hình ảnh. Mấy chữ vậy? Cái này thì không có gợi ý. Sao vậy? Tại vì gợi ý ra là đáng ra được liền. Các bạn phải nhìn. Nếu mà mình nói cái là bạn nói ra ngay, cho nên không nói. Để ra gia tiền cho mình chứ. Chính nè. Cái mắt chính nè. Cái số chính nè. 11. Mà cái này 9 cộng 1 bằng 10. 10. 10. Cái này số đó. Số 10, số 10. Đừng có nói to em. Cái này á nó liên quan gợi ý sơ sơ ha. Dạ dạ. 20 cộng 1 bằng 10. 10. Ba cái nói chung là ba con số. 20, 10, 8, 80, 89. 89. 20, 20, 89. Cái này thiếu ít ngón. Cái này là đúng. 20, 10, 89. Cặp đây chị Lan nói trước mà. Không, nhưng mà nãy em nói 89 thôi. Sao mà em nói lại 20, 10, 89. Nhưng mà mai thôi mình bỏ qua con đó đi. 20, 10, 89 các bạn biết là cái gì không? 20 tháng 10 năm 89. À, sinh nhật chị Lan. Đúng rồi, sinh nhật. Hôm nay biết phải sao bây giờ? Tại vì á Lan nói hay nhưng mà Lan nói phía sau là thôi qua cho cái này qua đi rồi cho chị thấm chọn à, mà, rồi, chị câu này thấm chọn nha. Lan nhìn vào hai bàn tay nên cho 80 cho chị được nãy thấy không chín em thấy không chín rồi chọn đi thấy về câu này chị lạnh muốn chục chồng chị ở đây chị muốn chục ăn ép một chút muốn chục đâu rồi trừ rồi có gì thanh ngữ 4 tiếng nói cả. Như hươu như vượn như vượn chưa đúng nói hươu nói vượn nói vượn nói hươu thành thật siêu buồn với bạn bạn này đúng thôi yeah. Oh, yeah. Như em bây giờ là nói vượn thì đầu tiên nhìn tướng gấu đang mất cận không biết gấu mày thấy gấu hả gọi là vượn mặt má à vượn mặt má nói hươu nói vượn yeah. Rồi mấy câu điểm nữa thì ta bất hiếu quá hả em tụi nó hư dạ câu gì không 22 22 đúng này sẽ được sao đây? Đúng là mình đứng dân hết trơn mà không được làm ăn gì. Đang hỏi câu hỏi chính nha. Hai tỷ. Chỉ tay. Không đúng. Bắp tay. Cái gì đó? Chăm chỉ. Đúng chăm rồi. Chỉ, chăm chỉ. Chăm chỉ. Chỉ. Quá hay. Hâm mộ quá. Hâm mộ quá. Chắc phải sau này chơi được thì bắt chữ đó không qua. Để các bạn để ý chút xíu á, đây là phía sau này là cái chàm nè. Còn cái này là người chăm nè, cho nên nó là chăm chỉ. Nhân hai sẽ được nhân hai nó đúng câu hỏi phụ không phải không cái này cũng trả lời nha vì trái cho liên quan tới chị là bất cửa mấy đứa không nào nào đó bất cửa đó thì từ từ nha từ từ em đổ em không có làm khó mọi người qua đen đâu chết cha gì liên quan hai hả màu sắc màu hồng kết không có màu không có màu xám nè
thôi nói đơn giản thôi. Nên sao đã tên sao thì mình sẽ thích như vậy. Thích màu hồng à, đúng rồi. Màu đen mời bạn ghi được. Có mấy chữ vậy? Đội bạn ghi được. Nói chung là trả lời rồi. Đội bạn ghi được 10 điểm. Ủa trả lời nói cái đấy gì? Màu đen. Màu tím. Tiểu hoa cà. Ai nói gì vậy? Hãy ai trả lời vậy? Rồi mình lấy cái 10 điểm thôi nha. Ai đã hỏi? Đó là ai sao giờ? Đang ăn, người ta đang hỏi. Đang hỏi mà làm gì vậy? Ôi, nghe là không được cái bạn đó rồi. Hai cậu. Ờ, đúng rồi. Làm như quen thân. Rồi, đó là lần đầu. Ờ. Ai chọc bực bội. 52 ha. 52. Không, cái đó là không, chỉ có chủ yếu cái câu trên trên. Câu này 3 tỷ. An Trung Quân. Chính xác đúng rồi. Ủa sao chị anh không phải đúng em chị phải không để lên lấy hình với đảm gì à Dương Vương à hai điểm à, mười điểm rồi tiếp tục bà gánh điểm của tim rồi tim nữa đi tim nữa đi năm sáu đúng rồi gỡ vô mấy đứa ơi gỡ vô chắc gỡ lại rồi chị ơi Bắc Ninh. Bắc Ninh bốn chữ nè, mấy chữ? Bốn tiếng. Ông là ông gì đó, ông phía sau là ông gì? Diêm. Các bạn đoán thì các bạn đừng có suối. Kiến Bắc Ninh. Sông. Không. Suối gì? Suối gì? Suối Kiến Bắc Ninh. Được, nghĩ nè. Hay chuẩn ưng. Suối Tre Bắc Ninh. Không. Con này. Suối Rắn Bắc Ninh. Không không. Không, nghe chẳng có tiếng gì cả. Cái ông này tên là gì ta? Bắc Ninh kìa, Bắc Ninh biết, ai biết? Kiến này là kiến. Con kiến gì ông? Kiến càng. Không phải con kiến, kiến vàng. Suối vàng Bắc Ninh. Kiến tạo. Cái ông này tên là gì vậy? Kiến tạo Bắc Ninh. Bắc Ninh, Ninh. Bắc ở dưới. Kiến tha Bắc Ninh. Không. Không. Từ từ, cái bên đây là dòng suối mà. Ủa suối, suối tha Bắc Ninh. Chúc mừng. Cái gì? Sử Tha Bắc Ninh. Ủa đừng mai, đừng bảo là mai không biết nha. Không biết Tha Bắc Ninh á hả? À. Suối Hoa Bắc Ninh. À. Thôi vậy bỏ đi, không hiểu gì cho. Suối Tha Bắc Ninh, tại vì em đi là Tha cho nên chị đọc là lột. Nhưng mà chắc chị đọc lột, đọc lột á. Suối Tha Bắc Ninh. Thèm gì cái nó xong mai nó còn. Rồi chung, đúng rồi, chung. Chung với đáp án. Mà là Suối Hoa á. Chung với đáp án mà. Cho đội trưởng nó vài câu, tức là không ngờ là cái đội mình toàn là nhân tài. Rồi chỗ nào á, nhìn cái hình này á, We Are Superman là nữa. Rồi, 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 để chúng ta trả lời đúng câu nữa đi. Từ từ. Rồi là bốc thăm nhân 4. Bốc thăm nhân 4. Đúng rồi, giờ bốc thăm nhân 4. Đây em bốc ra vận động chơi gỡ rẻ lại. Giờ sao giờ? Đã thốt lên lời nha. Rồi, thằng này thắng lần này là coi chừng mình thắng luôn á. Đặt đi, kể tên một lời hoa mà Mai nó yêu thích. Nó toàn đồng đội không à. Sai. Rồi, Mai nói không đi. Hoa sen. Sao của lá me này là hết nhiều. Nhưng mà chỉ đặt cái đúng một cái thôi. Tại vì nó xong hình hoa sen. Đây, xong hình hoa sen. Hoa sen với là hai hướng dương này nha mấy bạn. Chị ngồi kế bên nó cũng biết nó qua gì. Nó qua điện thôi nha. Tại giờ Tài nghĩ câu hỏi mà đã. Nhưng mà giờ từ này là các bạn biết rồi đúng không? Là sau này em sinh nhật Mai mấy các bạn muốn tặng hoa thì một là các bạn tặng hoa hướng dương hay là các bạn. Trời ơi, hoa sen ném cho là hoa tiên luôn ơi. Khó tặng hoa sen luôn chị. Thôi tặng hoa hướng dương, hoa hướng dương cũng đẹp á. Dạ. Ủa là vậy Mai Lan chỉ có 10 thôi đó Lan. À chỉ có 10 điểm thôi. Nhưng mà Lan là may mắn nhất là không bị dính một cái trừ. Rồi mời chọn câu tiếp theo. Thôi ông cứ nói em nè, lúc này ai chọn câu đúng lúc này em. Ai lúc này không được, không ai đúng hết. Mấy người. Lan Suối Tha Bắc Ninh. Em. 8. Số 8. À đúng rồi. Suối Tha miễn thi. Đăng được rồi đấy. À 3 tiếng. La cà. Điểm la cà. Không. Cà phê sấy. Ờ cà phê sấy. Đúng rồi. Tuyệt vời. Hay cà phê sấy ha. À, nó hơi xa chính tạng chút xíu. Yeah, các bạn biết cà phê xay là gì không? Cà phê nó xay ra. Em món cà phê rang xay. Là món yêu thích một trong hai món anh yêu thích của bạn. Bạn đổi hình mình không vậy ta? Đó, cà phê xay. Nhưng mà cái xay này là xay chính tạng. Dạ. Dạ, không sao cả. Nếu là nếu không đi cái. Rồi, thôi chúng ta. Quý vị ơi. Rồi. Đâu bốc thêm. Bốc thêm. Quý vị ơi. Chọn đi ông. Dạ, 33 chị. Tiền nông. 33 chị.
Thế chị em chờ lên. À, 4 tiếng. Cà cơ dây ngỗng. Đúng rồi. Cà cơ dây ngỗng. Trời ơi. Dây ngỗng. Trời ơi. Sao lại nói đúng rồi. Cà cơ dây ngỗng. Kê là con gà ha. Chết rồi, điểm gì giờ sao? 10 điểm. Thân mặt đúng rồi. Nghe chậm này đâu hỏi. Mai mời. Mình phải gỡ đèn lại, nãy trên xe mình bị vùi dọc quá. 2 tiếng. Bảo Hòa. Bảo Hòa. Không. Bảo vệ cho rồi. Hoa bắt hoa gì vậy? Hoa. Nói tiếng gì? Hoa. Hoa gì trời? Bảo Bình hả chị? Các bạn phải biết cái hoa này mà mới đáng được. Yeah. Hồ hoa. À. Ai biết ăn hoa gì, hoa gì? Hoa cẩm chướng hả? Đâu phải. Hoa này là các bạn không biết hả? Có một ai đó trong đây thích một loại hoa này. Đúng, đúng. Các bạn đáng thoải mái nói gì nói. Bảo cát. Không đúng. Này phải cát tường đúng chị? Này hoa cát tường. Nhìn nó mong manh thì đúng rồi. Bảo Yến. Bảo Yến. Hoài Bảo. Mà tên đẹp. Dễ chứ. Hoa Bảo gì? Bảo Bình. Các bạn gợi ý ai nhìn kỹ tư thế đứng. Nghiêm. À rồi. Nghiêm túc. Chính xác. Hoàn hành túc. Hoàn túc. Này hoàn túc. Em thấy quen lắm luôn. Các bạn. Hoàn túc cái đẹp dữ vậy á. À, hay quá đáng yêu ơi. Lần đầu tiên mới nghe được đội má mì khen giờ là phản rồi. Cái này á. Các bạn biết cái gì không? We are one. We are one. Nghiêm túc này là cái câu mà khai trong bản lý lịch của bạn Lan. Bạn Lan bảo rằng á, bạn Lan nhí nhố khi đi chơi và nghiêm túc khi làm việc. Vậy gọi là nghiêm túc đó hả? Nghiêm túc rồi, đó. Đó. Rồi. Nghiêm túc đó. Tàu bà khai mà mình nói ai vậy? Mình tàu đó. Mình lấy đúng cái này, mình không có lấy gì khác đâu. Tôi rồi. Không biết gì đâu. Rồi, em. Dạ. Yeah. Em là 21 thì còn nhiều câu hơn 21 nhiều lắm. Dạ. 21 đủ ghẻ. Kia chứ bạn nhau gái mà chị. Tôi quyết tâm mới được lần này, tôi phải lấy điểm nhận muốn mới được. Dạ. Này bạn bạn đánh 2 tiếng. Hạ Long. Long hồ. Bóng nước. Đá nước. Bóng đá. Trời ghê mẹ vui mừng sớm quá. Nhưng mà đúng rồi. Nhưng mà không có đúng. Đá bóng. Cái đó là con nói đùa của chị đúng rồi. Trời bóng đá. Thôi khoan ghi điểm là ghi cộng. Trời ơi chưa từ 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 từ. Bóng đá ha. Ê, nghi... Rồi chúng ta hợp lại chủ đề luôn, lần này tôi muốn mở miệng nữa đó. Đội mình đi thi chung sức từ từ. Rồi. Nói chung là may mắn thôi các bạn, nếu mà gặp phải câu hỏi dễ thì các bạn nhân dễ dàng. Bộ mình Phan nó mở miệng nói nha, hợp trước nha. Hai màu mà Lan thích nhất. Rồi xong đánh luôn xong phiên. Hai màu luôn hả? Hai. Ủa sao tới hai màu lận? Hai màu thôi. Câu hợp thôi. Lan đừng có đừng thôi. Không có đừng đi. Hợp trước đi. Bây giờ là màu mè tôi thua rồi. Lan đừng có đừng. Không có được làm dấu hiệu gì nha. Không mấy thể bạn luôn. Nhìn cho kỹ nha. Nếu mà bạn Lan mà làm được hiệu gì khác là làm đồ này có khả năng bị trừ đó. Mà hai màu luôn. Rồi. Ôi chứ vậy trời ơi. Tôi hỏi thật quá trời đất ơi. Xem một ông này nói chuyện nha. Thôi đúng rồi chính xác rồi. Anh tin vào em đó. Thôi vậy luôn đi. Rồi đạo với Hồng. Đạo với Hồng hả? Đúng rồi. Đạo tài dữ vậy. Đạo với Hồng vậy nè. Tiếp theo. Nghĩ mở cái ra số 50 đi. 50. Mình nhiều điểm quá mình sợ quá, sợ quá bị trừ quá. Hả? Ồ, con này là nhân vô. Ủa, thắng rồi trời. Thừa thắng xong lên. Thừa thắng xong lên. 4 tiếng. Tất nhiên 4 tiếng nó phải liên quan đến muốn cái hình.
không lẽ bàn dân thiên hạ nó phải. Cái gì ta? Bộ tiền. Chơi khỏi ở máy luôn đi. Phong Nha kệ bàn. Phong Nha kệ bàn. Đây là một cái địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình. Nãy giờ mình chỉ nghĩ đó là cái Phong Nha kệ bàn. Ngoài cái này đây là còn cái hang Sơn Đồng là một cái trong những cái thắng cảnh đẹp thế giới công nhận luôn. Hợp quá, nãy giờ giỡn. Còn mấy giờ chị Tư có hội phụ nữa. Ủa, cái này lúc nãy có câu hỏi phụ. Nhưng bố cố gắng nha. Cố gắng chúng mình đấy. Bên mình đừng trả lời nha, bên mình đừng trả lời nha. Cái là chúng ta phải trật tự. Nhớ là hợp trước khi trả lời nha. Đợi mình hơi bị thi thờ. Nặng bài giống nặng bài cao. Đơn vị cm, hôm bữa nó cao là nhiều. Ai biết đâu cân nặng mà mới bị lấy cân nặng mà quên. Đúng. Ủa là trời. Gì vậy? Cân chiều cao của ông. Ủa tôi hả? Ừ. À, không cần nói. Bắt nên nằm dài lên đó. Mẹ thôi mới cân đó chứ. Bữa nó nói mấy thì cũng quên thôi. Anh cũng không cho nó thấp xuống. Không tới đâu. Mẹ 8. Mẹ 6 à? Mẹ 9 rồi. Mẹ 3. 2 mét nó cao. À, biết mốt. Nằm xuống rồi anh. Nằm xuống rồi anh. Không. Em không ai nằm xuống đâu. Nó không nằm xuống đâu. Dù chắc đúng. Đo với Mai nè. Chuyện biết chị lấy bài có tôi cũng đáp cho mẹ. Không kể thì cũng đáp lại. Chắc chắn là bài đáp lại rồi. Thôi chị hãy vui lòng chấp nhận 10 điểm đi. Đó, lâu lâu anh chịu em câu này. Mẹ, 74 mà nhân cho 10 lên là cm đúng không? Trời đất ơi, nó không có 170. Nó không có cửa 74, 76 đó. 74 thôi, không có 76 đâu. Mẹ chín má. Hay hay tôi hiểu không phải hay quá. Nhớ chín bằng cm nha. Tính chị đi, chị nhớ cái lần nó 76. Vậy thì 76 đi. Nghe chị lần đi mắc đi ra nhắc lấy thì trả lời đúng rồi nè. Tại vì nó cao tương đối là bạn của chị. Là 170 cm. Để rồi nó có rung không? Rồi nó có rung. Là 170 cm đúng không? Tâm đi, yên tâm đi. Tính là cm mà. Là 100 mét. Mét phải là 170 cm. Chị trả lời cho tôi biết, tôi giáo dạy toán thì trả lời cho tôi biết. Không thì chị biết nó cao mấy 76 á. 176. 176 vậy. Thường quá. 178. Các bạn phải cộng thêm 1 đơn vị. 1000 lần mà. 77. Mét 77. 1 mét 77. Tôi nói 76 thì một đi, nói thêm 1 đi. Bữa là em nói là em mét 77, sau đó em cộng thêm 3 cm nữa cái giày để em cao bằng con nhỏ người mẫu là mét 8 đó. Lúc đó mọi người có nghe mà. Nói chung là thôi chị đã 10 điểm rồi. Thì ơi, biết rồi đó, mét 77 cũng được rồi. Rồi. Đừng có liên tiếp bên em chọn chị. Mét 74 chứ chị. Em chọn đi. Chị chọn chị. Ráng chọn sao tôi hỏi nhà cộng điểm ha. 4 đi, số 4. Số 4. Chả được cộng quá. Hoa. Ba tí. Hoa chín nữ. Ừ. Rồi, mát. Nghe 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 trước. Ai ai. Tôi nói giờ tôi cũng có nói giờ. Tôi cũng có nói. Giờ sao? Xì sao? Ủa ai là lớn chứ? Không, chị không có nghe được. Chị cho qua, chị qua được. Thôi qua đi. Thôi qua đi. Cái này là hoa chín nữ. Cái này là hoa chín. Cái này là loài hoa biết ai thích không? Không. Anh Huy. Anh Huy thích hoa này. Mình thấy hơi lạ. Hơi lạ. Rồi. Hoa chín nữ là hoa mắc cỡ. Mời. Cái này câu cho mình nha. Rồi. Cầm đi, hy vọng. 23 đi chị. 23. Mọi cuộc sống không? 23. Cố tình cho em chọn. Rồi, 2 tiếng. Một mai. Mai mốt. Mai 1. Chính xác. Yeah. Rồi, hợp quá. Hay chưa? Thường làm gì? Bình thường. Các bạn hiểu nghĩa từ này không? Có. Biết. Bị mai 1, mai 1 kiến thức. Sắc đẹp bị mai 1. Chị Trang chẳng có số 5 đi. Tập trung vô đừng có lạc mấy đứa ơi. Rồi, tập trung đi. 2 tí. Câu này chị nghĩ ra chết luôn. Còn mình không nói là mình gợi ý các bạn đáng được liền. 2 tiếng hả? Xanh dương. Anh Dương! Anh Dương! Không có nét đẹp thôi. Xanh dương, xanh dương là cái gì? Xanh đẹp. Xanh dương á. À, xanh dương. Tôi không có ngờ rằng là Toàn là trạng nguyên bảy nhãn đây không. Thật ra đó là phải là xanh dương. Đây là màu sắc yêu thích của anh Huy và bạn An.
Anh mà anh vẫn thẳng biết nhỉ? Chửi nó chị, chửi nó. Không mà ghi điểm mà đổi mặt mà. Chửi mới đánh được câu hình nào, yên tâm đi. Thôi vậy anh quan tâm cái câu sáu đi, anh quan tâm cái mình. Số sáu bị trừ quá không? Số sáu thì là bị trừ quá. À đó, trong hoàn hàng thấy có một. Ủa hả? Rồi mà. Chết rồi, số sáu bị liên tiếp nhầm rồi. Thôi vậy bỏ đi, bỏ chọn luôn. Lại đi. Rồi chọn lại. Số bảy đi. Bảy luôn. Số bảy. Hai thằng nào vậy? Anh chết ông Duy. Anh Duy. Rồi dễ quá, Tư Duy. Tư Duy đúng rồi. Đầu này đúng là Tư Duy cao thật. Mẹ con nhận. Tư Duy cao trong thành xấu dạ. Sao hộ ghê. Dạ tại vì con kiếm không ra cô. Ờ vậy hả? Tư Duy hình xấu. Kiếm nhiều hình lắm mà không ra được, thế là phải lấy hình nhỏ phóng lên nên nó bị rõ hình. Ủa mình đâu đoán hình nội liền chị? Không, đoán chơi hình nội. Em không có đoán nội đâu. Yên tâm đi chị chắc chắn luôn. Rồi em chọn số 25. Em đọc dòng dưới rồi đó. Phải không? 25 hả? Không không có đúng vậy đâu. Ca hát ca. Mai ca. Yeah. Mai ca là biệt danh của Lan nhưng mà viết tắt à lộn, viết tắt là ca nhưng mà đủ là Mai ca. Mai ca. Trang cộng 10. Ai gọi đây? Ừ nghe điện thoại đi chị nghe. Hãy nghe điện thoại đi kể nó nghe nói 43. Rồi. Chán mè. 2 tí. Hắt hơi. 2 tí. Ừ, lát nữa em gọi lại cho. Xíu dầu. Dầu me. À, 8 giờ rưỡi em về thì hồi 11. Đa cảm. Chị xe. Mè đen. Ồ, hay dữ vậy. Hả? Không có ngoài 15 cái chân quay. Đa bị cảm tí á nó. Khách gì là cảm. À đây là một tí tin cách của thẩm à. Rất là biết ước và đa cảm. Và mấy giờ là đang rất mạnh. À, em. 26. 26, nghe lời luôn. 2 tiếng. 2 tiếng hả? Mui gầy. Thấy 2 tiếng, hở răng. Không. Có hở răng không hở, không có liên răng đâu. Miếng chi. Tráng miệng hay gì? Hồi bữa Thắm có nói với chị vậy đó. Thôi nói thẳng chị đó không phải vậy không, đâu. Không, không phải vậy luôn hả? Tất nhiên là có liên quan nhưng mà nó không phải vậy đâu. Trang điểm. Các bạn mà nhìn. Khẩu trang. Khẩu trang. Trời ơi, đúng rồi, mày quá. Khẩu trang ha. Ghê quá. Cái này nó có hai nghĩa. Đó, các bạn tự hiểu ha. Vì mình liên quan tới tàu tàu là tới Nga. Em người tàu hả? Dạ. Em người tàu hả? Đâu có đâu chị. Sao em đang học tiếng Hoa chị. À, học tiếng Hoa. Tiếp nè. 34. 34. 4 tí. Hoa lây ơn. Ở đâu mới có 3. Hoa lây hoa đi chờ. Thành ngữ. 4 tí. À, ba hoa chích kìa. Chính xác. Ba hoa và chích kìa. Tôi biết con chim đó rồi, tôi không biết cái hoa nó là gì. Không, tưởng là ba hoa và chích kìa. Chim đó mình không biết là chim gì luôn. Chị ơi, nếu mà giải hết được cái gã này thì được cộng bao nhiêu điểm? Giải hết được cái, nếu mà các bạn giải hết hình nền thì các bạn cộng 100 điểm. Hình nền là các bạn phải đoán đúng được cái câu danh. Còn nếu mà đó không được là bị trừ. Ôi trời ơi, nãy giờ em tưởng đố cái dòng chữ trong lòng em mở hửng. Mình nói là mấy bạn chỉ cần để mấy cái màu xanh thôi, còn mấy cái màu dựa là cho vui thôi. Yeah. Cái dựa là cho hoặc cái vui vậy. Nhưng mà cái này là chị sắp xếp lại theo cô. Đúng rồi, các bạn sắp xếp theo thành một cái câu. Trời ơi, dở nằm luôn đi nghe. Cho bạn giấy. Thôi đừng, chẳng may bên kia nó trả lời được thì à, sao. Đúng rồi. Chọn đi, chọn tiếp đi. 28 chị được trả lời đúng một lần ha. Còn cái đội khác thì có quyền từ từ suy nghĩ, không vấn đề gì hết ha. Nếu mà các bạn lại nghĩ ra các bạn đừng ẩu nha các bạn. Thôi thôi có hả? Vậy đó. Các bạn có thể tự quyền ghi lại những sắp xếp ra làm sao làm. 100 điểm rồi bây giờ. Để em học tập trung 100 điểm lên. Câu này sẽ được nhanh ha. Rồi, hay quá. Chúng ta nghe câu hỏi ha. Rồi, 2 tí. Hai tí. Bình xanh. Hai tiếng hả chị?
so đo hả chị? Các bạn phải nhìn kỹ cái vật gì để thấy cái gì đó. Để ý vậy đó. Bình cười. Chưa đúng. Bình thản. Không đúng. Bình tâm. Không đúng. Bình ba. Tới năm rồi mà. Chắc phải liên quan một cái vấn đề. Bình tĩnh. Thôi bỏ qua đi cho thấm được điểm đi. Chớ lẹ. Chớ lẹ. Không qua hả? Dạ. Chưa hả? Không chịu. Nói chung là cái không chịu đâu. Tại vì nếu bị bỏ qua thì đương nhiên mình được cộng điểm. Ví dụ như 6 bình thì lục bình, nó có 5 bình, ngũ bình. Không ngũ bình cái từ gì đâu. Không lẽ thì ngũ bình luôn lại không liên quan đến số lượng đâu. Dạ, riêng chị. Rồi, cho qua đi mọi. Cho qua đi. Quá qua con khác đi, còn nhiều trò chơi lắm. Dạ. Đúng không? Đây chị, còn ra bẩn rồi. Chậu. Đáp án là tiếu là cười đúng rồi. Ca này khó quá, cộng 10 cho chị Thắm vì tấm hình quá hay rồi. Cái này là của mình ha. Dạ. Các bạn chọn đi, điểm sẽ dành cho mình 14 đi. 14 cho em mượn cái bốn tí chị trả lời. Bốn tí đi đi chị mượn. Rừng, núi, ra tay, dạ. Núi mắt. Lâm Thị Ngọc Lan. À, Lâm Thị Ngọc Lan. Đúng rồi. Hay, có chữ Lan đây đó nè. Mình không ngờ mình gặp phải cao thủ. Cao thủ, nè. Lâm Thị Ngọc Lan. Ừ. À, sau khi mà mình làm cái này á, mình phát hiện ra một bí mật. Lan á, ra bí mật mở một hàng hàng không, nó tên là Lan nè. Một hàng hàng không lớn nha, tên Lan này, thấy rõ không? Lan, đó. Nó là một loại dây ngầm á. Em còn nó 17. Bốn tiếp. Thành nữ. Nước mắt cá sấu. Kính theo. Đang nghĩ ra chị. Con này phải con cá sấu đâu. Nước mắt con nhưng cá mà con cá nó xấu quá. Con các bạn có thể hiểu hai nghĩa. Một là con cá này nhìn nó xấu xí, hai là con cá này nhìn nó xấu là ác á. Nhìn mặt nó ác không? Đó. Tôi nước mắt cá sấu. Nghe sấu này là sánh tạ ha. Thôi tự rồi. 46, 46. Một tuyến duy nhất. Một tuyến nha. Và cũng gửi lại biển bàn không là khó. Nó là một tiếng nhưng mà cả hai cái hình này đều nó có ý nghĩa cực cụ là cái tiếng đó. Tức cái tiếng đó nó tượng trưng cho hai hình này luôn. Mình để một hình thì chắc chắn các bạn tự đoán không ra, cho nên hỗ trợ thêm hình nữa. Hai hình này nó đồng nghĩa nhau. Một tiếng hả? Một tiếng hả? Một tiếng gì chứ. Này đảm bảo phát hay gì? Loan. Chính xác, Loan. Trời ơi, Lan cũng trời ơi. Cái này là Lan báo, còn này là con Lan là cái chim chim phượng hoàng mái. Đó là Lan phụng đó chị. Đúng rồi. Cộng điểm cho cái này là ý nghĩa, hai ý nghĩa mà mình tra cứu ngoại mới ra được ý nghĩa của tên cô Lan đó. Mấy bữa cứ bị học trò bảo là Châu Lan. Thằng An. Tiếp tục. 51. 51. 51 đâu? Đây. Hai tí. Cát tường, chính xác. Tuyệt vời. Đây là loại hai yêu thích của chị Trang nha, cát tường. Hai ngữ hai chị Trang cũng xấu dữ. Bung hai của A lộn. Tụi mình thắng chơi. Nghe 27. 27. Thanh nữ.
5 lạng nửa cân, 8 lạng nửa cân. 8 lạng nửa cân. Kẻ 8 lạng người nửa cân. Hay quá, mai đi khác hơn. Không nói cho hết. Kẻ 8 lạng người nửa cân. Mình chưa kịp nói ra tiếng luôn. Nghe giải cái đó hả? Rồi, mai 11. Chúc mừng bạn. Bạn 30 điểm. Trời ơi, sao điểm nó dài dài thòn 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 thôi trời. Em số 16 đấy chị. 16. 2 tí. Bác sư bác. Bác sư. Không. Cô cô. Võ tắc. Không phải. Bác Hương. Hai gì? Bàn Thiên. Chán bác cô. Thiên. Cô bác. Thôi gửi luôn. À, em không quyền đâu, không được quyền trả lời nha. Dạ, em hả? Biệt danh của em. Rồi xong. Bữa ơi, cái này khó quá nên các bạn đang quên người ta hả? Biệt danh ở nhà, tên ở nhà luôn nè. Nhưng có lần nó rồi gì á. Đúng rồi. Đều đi, nhớ đi. Mình rồi á. Em cũng vừa tháng qua thôi. Không 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 phải. Em cũng vừa tháng qua cái vậy đó, nhưng mà em nghĩ là em im luôn. Bữa là An nói là thôi bây giờ tôi nói ra là mọi người biết nên nói. Đó là An giấu luôn. Ủa? Không có. Thôi thì các bạn đứng hình thành đoán đi. Hình thành đi, dễ lắm. Dễ. Các bạn gần ra hết rồi đó, nào quan trọng là muốn thế thôi. Mát tộc. Chẳng lấy nha. Chán tộc. Mẹ tên vậy hết trời. Trời giờ tắt kia nữa trời. Đâu lòng mấy bạn luôn. Không không hình như bác sư chén sư. Đúng rồi, đúng rồi. Nó nhìn cái mặt nó đâu. Bác trọc được không? Trời bác thì tôi tổ. Gì vậy? Nhà đâu. Nhớ cái đồ gì á. Bác lại lại bác. Tô cô. Cô tô. Ủa cái đó cái tô hả? Ai biết đó tại cho tô chén bác thì không phải chén không phải bác là tô. Chắc bác. Giáp bác. Lại bác. Ở nhà tên lại bác hả? Lại bác hả? Lại bác lại kìa. Tô. Lại chén. Niệm niệm tô, tô niệm. Bác niệm. Niệm bác. Bác nữ. Im lặng để tôi nhớ cái con. Buồn quá. Nhớ ai luôn á chị ơi. Mượn má Doraemon quá. Bữa đã có nói rồi. Nhớ cái Việt danh đó còn phải theo sao một chút chứ. Có cái bông. Nói là cái này là không phải là tiếng Việt cho nên thành ra là các bạn phải chịu khó suy nghĩ. Ủa, thêm chút chân. Người Hoa gì chị? 2 tiếng. Nghĩ đi chị. Bác Thiên Hoa là gì chị? 8. Bác Thiên Hoa là cái chén. 38. 38 hả? Thiên Hoa. Bán trọc. Trời em không ngờ chị. Chị đặt em cái tên chị. May không phải em coi chị. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em quá quyền chị. Sao trước này em mới hiểu? Lan, bị gian bằng em là mà bác thích đi. Bán đường, bán đường. Bán đường đi. Thôi rồi đi, đừng nói cho điểm em. Thua đó, mình nói đi. Con em nói đi. Thắm ạ. Cái nhà em tên Tony. Tony hả? Tony là Nico. Nói tiếng Anh ơi. Bây giờ ạ. Trời ơi nhà. Ê cái này Tony Tony nha. Ôi Tony. Ờ Tony chưa nghe. Không nói cái gì. Tôi nói Tony mà. Không cái này đơn giản nè. Tôi ở trong sống. Trong sống. Không, không được gọi chó. Đến. Và chạm. Im đi, mở mấy cái kia đi. Mình biết thôi, mình biết thôi. Tìm đọc lên, đại trong điểm á. Tiếm đi, tiếm đi. Chọn lẹ lẹ lên đi. Chọn kìa. Chọn ra chị, chọn bây giờ chọn cho chị. Chọn cho chị đi nha. 36, 36. 36. Câu này chị sẽ 2 tiếng. Tiền hưu. Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai. Ủa con nó con Nai hả? Chị Thắm quay đi. Chị Thắm quay, chị Thắm. Đồng Nai. Ê, cho tôi mượn cái viết coi. 38. Nè nè, bên đây có nè. Đọc nghĩ nghĩ trong đầu nha. 3 tiếng. Đâu rồi? Hoa đồng tiền. Kim. Hoa. 3 tiếng. Ông ăn hoa. Nuốt luôn hoa.
Bị đau răng đó mẹ không vậy? Hắc đi Hoa. Bị nó nó bị đau răng đó mẹ nó vậy. Kìa bị đau răng kìa. Không phải Hắc Liên Hoa. Từ là một cụm từ cố định chứ không phải là một từ từ ngẫu nhiên tại chứ không phải Hắc Liên Hoa hả? Hoa Liên Hoa là hoa. Có hắc đâu, hoa màu đen đâu, hoa hồng mi. Mà sen màu đen đúng không bà? Ai biết đâu. Ủa sao bà đặt lên Hắc Liên Hoa? Bông sen đen đó, tôi coi tại thiên đó ông. À. Bông sen đen ông ác độc đó. Ông ăn hoa. Nãy rồi. Ông thích hoa. Cái này cái dạng như là ông này ông mê gái gì đó, dạng vậy á, tìm đi. Cái tay trái không cầm gì. Nói chung á, cái hiện tượng hình bát chữ này á là rất là ngạc nhiên ở chỗ là hình một đằng mà nghiện một nẻo. Ông chơi hoa được không? Trời ông chơi hoa. Ông thèm hoa. Không không cái đó không. Anh ăn hoa. Hoa tay. Tay đang dính gì mà không thấy. Mà đang dính gì mà. Bàn tay hoa. Hoa bàn tay. Ăn mà ông ăn mà đúng không? Hoa tay. Mấy chữ mấy chữ quên rồi. Ba chữ. Ba tiếng hả? Hoa. Cô năm mệt á. Cân nào quá. Thôi đi. Thôi đi thôi đi. Này không gợi ý gì nữa. Đi gợi ý thêm là bạn đã đang ngày. Đừng gợi ý thì rất là rõ rồi. Để em có điểm. Mấy giờ? Bánh bông lan. Rồi em đặt điểm cái gì không? Rồi em quyết định đặt điểm gì không? Thôi chưa? Dạ. Rồi đó đáp án nha. Ăn hoa hồng. À ăn hoa hồng cụm từ ăn hoa hồng. À trời ơi. Nghề nghiệp không nè. Anh hoa hồng. Chị được 10 điểm he. Tìm ra chữ đi chị. Rồi cái này là cho chị đúng không? Mọi người chọn đi. Số 15 đi. 18. Rồi tại đi. Nhân 3. Chúng ta tập trung. Nhân 3 tập trung không ơi. À tập trung. Bà con ơi. Rồi, tán đi. Mấy chữ. Đà Lạt. Chính xác. Sao vậy? Đây là Đà con Lạt Đà và ngược lại là Đà Lạt. À, học trò toàn đố nó. Có bắt phụ hay? Tại sao lại có liên quan gì Đà Lạt không chị? Ở đây có ai người Đà Lạt? Không, không gì hết chị đố. Có một số câu đố vui thôi mà. Hy vọng là cái này nhanh 3 đó. Con vật chị Thắm thích nhất. Con mà chị Thắm thích nhất. Con vật mà chị Thắm thích nhất là con gì? Đấy đi. Kể con vật chị Thắm thích nhất là gì? Bên đây mà. À, bên này. Không, bên này. Ai có điện thoại kìa. Con vật mà Thắm thích nhất. Bé đi lẹ lên. Bên đâu đó, bên kia đó mà. Sao mình đâu có đoán đâu. Thật ra chị đã từng nhiều lần nói rồi mà chắc không nghĩ thôi. Khó đi. Mũi. Mũi là thích nhất hả? Con gì? Không, không, không. Chưa thấy ai thích con mũi bây giờ. Đúng không? Dạ. Không, thường người ta thích là thích mèo, chó. Mình trả lời có một con thôi không chị? Đúng rồi, con gì nhất? Cá khó. Cá khó quá gì? Thì đó, đợi đánh đi. Em nhận toàn quyền của chị. Được thì được 30, không được thì 10 cũng được. Ừ. Thôi trả lời đại đi. Thì nói đi. Mèo. Con mèo em ghét lắm. Con chó con. Con chó con. À, trời ơi trời ơi. Em nói gì chị đâu có hiểu Thắm đâu. Em cận kề cái Thắm mà. Rồi tiếp tục. Cộng 10 cho Loan. Tính 5 đi chị. Từ từ thống nhất nha. Thống nhất rồi Thắm trả lời nha. 15. Ai trả lời cái đó đi. Tụi tôi suy nghĩ cái này đi. Bút que. Ông ơi, ông ơi,
giáo cờ tướng, giáo cụ. Giáo cụ. Hai kìa. Bất kỳ bất kỳ. Giáo và cụ thì gọi là giáo cụ. Ý, lộn rồi. Vừa đang trình đâu câu đúng đi ha. Giáo cụ. Cụ nhân hai nha. Trời ơi. Cụ là cái thằng thua chưa. Trời ơi chết cha rồi. Hết hiểu chưa? Hết rồi. Anh Huy là biết rồi. Anh dễ mà. Anh Huy xin năm nào kìa. Làm sao em biết cái gì? Suy đi. Tính này tính này anh tuổi con gì? Tuổi tí chuột đúng không? Tuổi chuột mà chị tuổi con chó là 82. Anh hơn chị mấy tuổi? Anh hơn chị. Phải chi mình nắm vô tay anh thì ngon quá. Thôi bây giờ con tí kia đi. Con tính con chuột. Con tí nhỏ đúng không? Con tí nhỏ là 84. Rồi cộng 12 đi. Trừ 12 là 72. 72 trừ tiếp nữa, trừ tiếp 2 nữa đúng không? Ủa anh là cộng tiếp 2. Con tí nhỏ mà, anh là con chuột đúng không? Ừ. Thì mình tính con chuột nhỏ là 84. Ừ. Thì anh con chuột lớn là 72. Ờ, 72. Khoan, từ từ suy nghĩ cái 84 trừ 12 bằng 72 đúng không? 72 đúng rồi. 72. Bạn đi định gì? Cộng 31, 30 tuổi. Anh già hơn tuổi. 31 tuổi hả? Anh xin lỗi, anh trẻ hơn tuổi 13. Thì đang khoảng tí. Cái buồn nha. Ta 10 điểm ha. À, chọn câu hỏi. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. 4 giấy nốt. Giấy vàng. Sách vàng. Giấy vàng không phải hả? Chị nói là vàng. Còn một hình nữa. Cũng có ý nghĩa giống vậy. Cái gì vậy? Cầu vàng. Hoa cam, bông cam. Ủa, bông cam. Hoàng trang. Hoàng trang. Em đoán trước nha. Hoàng rồi, tuyệt vời quá mày ơi. Hai cái này có ý nghĩa giống nhau, tại cái này khó trong chuyện thính này. Hoàng là vàng đó. À, cái này trang vàng thì là hoàng trang, còn cái này cũng vậy, ha, trang vàng. Trời ơi. Tên của mình. Chị Trang ơi. Rồi, một câu kia. 48. Sắp xong rồi. Em cộng em lệnh ra. Rồi, nhân ba, nhân ba, nhân ba, nhân ba. Nhân ba, nhân ba. Rồi. Ba tí. Bò bít tết. Chính xác. Rồi, chính xác. Đây là món ăn yêu thích của chị. Trang. Bò bít tết. Câu hỏi phụ kìa. Rồi, ba. Mình sẽ được nhân ba nếu như đã hơi đứng. Đáng lo. Thánh mẫu rồi. Dân phụ cái con thánh mẫu. Gì vậy? Rồi, cái gì? Bà. Chiều cao của cô Năm. Úi giời ơi. 1m6. Chốt chưa? Ai? Chị Trang Điền nè. Cô Năm, Năm đừng có nói gì, cô Năm không nói gì. Cô Năm chốt chưa? Chị Trang Điền thì cô Năm mà. Tại chị Điền mà. Yeah, yeah, yeah. Nhưng mà người ta chỉ yêu cầu người kia không đáng thôi. Bao nhiêu điểm em? Mai, kể đi. 30 điểm, 30 điểm, 30 điểm. 30 điểm, 30 điểm. Bao nhiêu? 30 điểm, 30 điểm. 30 điểm, 30 điểm, 30 điểm. 30 điểm cho đây. Cho ai mày? Đâu tí này mình có lên điện. Con nhân mình không đạt đâu, ngó hả? Hiểu chưa? Trời ơi, hồi ra chơi còn chục giờ chơi nữa kìa. Thôi, đi chọn đi. À, còn dồn tiếp hả? Tiếp tiếp chứ. Được rồi, từ từ nha. Không bậy đi, màu đỏ đi. Không, tôi trả lời, tôi trả lời ô á. Gì vậy? Hai tí. Năng động. Chính xác. Chính xác. Năng động. Đây là một nét tính cách của bạn em. Năng động. Rồi. Hay quá. Trả lời. Từ sao đội trưởng chưa biết gì hết mà mấy anh em lo chốt chưa? Tại vì bên chị hụt người quá trời luôn. Đợi chị hết đi, chị hết. Rồi còn hai người nữa thôi. Thôi nếu mà như vậy đi, để cho nó dễ thì giờ cho hai đội cùng biết đáp án luôn. Dạ. Giờ biết được chưa? Biết ra đáp án. Thôi chơi hết đi, cậu ba. Chơi hết đi, cậu ba. Rồi. Chúng mình hai luôn. Mình hai luôn đi, mình hai luôn. Thì đọc hết mấy cái từ lên trên cho. Nãy giờ tôi được nhiêu điểm rồi ông? Rồi. Câu xuất sắc không? Trời. Tôi xuất sắc hả? Để chơi hết cái này là hai bên. Trương Thị Phương Nga. Không đúng. Phải đánh hình vậy chứ. Thì đó có kè, trọng kè. Phồn hoa tráng lệ gì đó. Cái gì đó. Nguy Nga tráng lệ. Chính xác.
Nguyên Nga Tráng Lệ. Em thì ai biểu chị đừng có nói ra thì nó nhớ thôi. Nguyên Nga Tráng Lệ. Tráng là cái bánh tráng hả? Trời nhìn nãy giờ tưởng trái gôn không? Nãy em nhìn thấy cái bao. Trời ơi, tưởng bánh trái gôn. Em nãy trừ điểm 31 và 32 lỡ có con câu bị trừ điểm đó ông. Dạ. Nãy giờ tôi không thấy trừ. Thôi mà bố. Đằng nào lấy của mình cũng chọn hết cả 31 32 rồi. Rồi chọn đi. Đừng đừng nhớ. Ồ. À giả quỳ. À giả quỳ. Hoa giả quỳ. Giả quỳ. Giả quỳ. Cộng 10 cho mình. Đây là hai yêu thích của chị Thắm. Hả? Chị dạ là sáng tạo ha, chị giờ mới đúng. Dạ. Ủa ai ai. Mùa này hoa giả quỳ chứ Đà Lạt đẹp. Dạ. Của Hồng. Hay quá ông An trời ơi, trả lời hay ghê. Dạ. Câu này tôi không em tôi đang rồi. Rồi. Mực bụng lắm. Quay nha. Thôi tặng luôn đó. Tặng thì lấy, tặng thì lấy, để đi tặng thì lấy, không có gì mà không có sĩ diện gì ở đây hết trơn á. Còn lại câu ta. Chắc có một câu mình nãy bỏ. Đúng rồi, có một câu bị lộ. Rồi, vậy đổ lông, đổ lông lên. Rồi, đổ lông. Đổ lông, đổ lông cái người mà đổ lông là không cần trả lời thôi. Bây giờ ăn ăn đi, ăn đi. Bây giờ đổ một chung đất. Ai trả lời đi. Đúng rồi, 10 điểm. Đúng rồi. Nhưng mà liên quan đến ai người đó trả lời ha. 20 đến 10 điểm là bao nhiêu? 43 con. Chính xác, 10 điểm cho Lan. Nhờ cái điểm 10 của mình may mắn. Đúng rồi, đúng rồi. Cho coi cái. Thôi lấy lại đi. Rồi. Bên đội đó chơi hai đội thì có quyền làm đi cho nó. Ủa bên em trả lời xong rồi thì sao chị? Xong rồi. Đáp án cho chị nó đúng cả hai đáp án. Ghi ghi lại từ từ. Nè, chữ đẹp không đi. Rồi. Chữ đẹp này đi. Ghi đáp án đúng không? Ghi đi. Ghi ghi đẹp ghi nè. Ủa là sao? Em đi. Ghi đi đây. Đó. À. Đúng không? Ý nghĩa là rất hợp lý luôn nhưng mà. Cầm hay cầm? Cầm tìm ra thì ăn vào trái người. Đúng rồi. Dạ, nói chung nghĩ lại. Một phần đúng. Hợp lý không? Được rồi, đúng rồi, đủ chữ kia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bồi đầm. Bồi đầm. Đủ rồi, đủ rồi, rồi đây. Đủ trên kia mà hợp lý chưa, hợp lý chưa. Ê, nghe nè, anh chỉnh bồi đầm già lận, dưới đây có bồi đầm thôi. Đâu, nè. Rồi, đủ rồi. Đâu, đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, đúng rồi. Đập rồi. Đập rồi. Ê, từ từ, có suy nghĩ lại không? Thôi bây giờ chúng ta phải nhất quyết. We are one. Never lose. Only win. Yeah. Rạp bài. Thế nếu mà hai bên cùng đúng thì sao? Thì 100 điểm hết. Mình trước mà. Mình trước mà. Đâu, nãy thì nó 100 điểm hết. Em biết phải em được không à? Kiểu cười của chị Thắm gian lắm. Gian ác hơn gian lắm. Chị làm gì đâu mà anh có tin được. Cái này tính tổng bao nhiêu? Ôi, tôi có được giải cá nhân xuất sắc không? Nhất rồi, 80. Thế là chơi trò chơi ngoài ngoài biển á. Dạ. Lấy theo 50 cái này, 50 cái này 50 kia 50 nha. Dạ. Nhưng mà lấy theo ví dụ em lấy thang điểm trăm thì cái này cũng là lấy thang điểm trăm. Còn nếu mà lấy thang điểm 10 thì lấy thang 10 thì cộng nó không có bị chênh lệch. Dạ. Lấy thang điểm 10 chứ. Cái thang điểm 10 cho nó dễ gọn. Dạ. Thiếu chữ rồi, hàng chiếu ra 2, 4, 6, 2, 4, 6. Không có thiếu cho chị đủ. Không chị nè. Đủ. Trời, nãy là không cho Lan 10 là mình hạng gì? Đồng hạng gì rồi. Hạng gì. Mình chơi hiệp play đi. Hạng nhất Lan hả? Dạ. Em hên thôi, nhờ đồng đội thôi. Năng lực cái gì hỏi? Năng lực đâu, năng lực. Lát nữa mình sẽ biểu diễn ở bên dưới. Trời ơi, ý là vậy mà tôi đi ra ngoài tí, cả 5 phút nữa. Tí xíu nha. Tí xíu là mặc dù là bay tổ chức nhưng mà anh rất là tin tưởng các em. Ôi, trời ơi, quay ra điện động chứ tụi tôi sợ thôi. Anh thắng hỏi không? Anh rất là tin tưởng các em. Cố gắng. Trò chơi cũng rất là dài. Dơi còi, rồi Elisa, rồi Lâm Lan sợ đấu không lại bên kia quá. Ngày sao vậy? Nhờ lực lượng bên này thấy tội nghiệp không?
Được rồi. Toàn là hành vi biếu đào tơ. 120 trúng ô 120. Mai cũng là 100 điểm mà dính ô 20 nằm trừ 20. À, trả lời cũng đúng nhiều đúng không? Coi tôi nữa. Cái 40 này là nhau mọi người á. Không thì nói chung là tuyệt vời. Năm đói. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đầu tiên mới bắt đầu mặc dù gọi là đánh lặng một chút thì cũng có cự cãi nhưng mà đó là làm đó đối phương. Đúng, đúng rồi. Thằng ăn năng lực bởi vậy cái câu mà chăm ngon của sống của em đó là gì? Phong độ nhất thời nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Nhất thời thôi. Ừ. Yeah, Superman mà. Thấy cái độ điên của mình chưa? Rồi, cắt. Thôi cắt được rồi. Rồi nãy giờ quay tôi rồi. Công bố kết quả chứ. Phải công bố kết quả. Rồi rồi, hồi công bố là quay luôn. Chúc đi tội nghiệp đội này mất hai thành viên rồi. Dạ. Không đâu, đâu có hối đâu, đâu có hối. Bình tĩnh thôi chị, bình tĩnh đi. Không, chị cũng có phần thiên vị đội này hơn.